đang đến với chương trình Tần số tình yêu. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Mi thực hiện. Và chương trình được phát sóng định kỳ vào 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay thì hai đứa mình đã chuẩn bị một bộ đồ thiệt là rất đỏ, rất là hợp với nhau. Miễn sao là nó đỏ đỏ nó hơn để cho các bạn có thể tìm được tần số tình yêu của mình. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ năm vị khách mời của chúng tôi nha. Mọi người ạ, em tên là Hồng Ánh, em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện em đây là sinh viên ạ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 20 tuổi. Ok, tí nữa chúng ta sẽ trò chuyện với bạn tiếp nha. Mời bạn thứ hai ạ. Em chào anh Chí Thiện và chị Phương Trinh, em tên là Duyên Đạo, em hiện tại đang là sinh viên và năm nay em 21 tuổi. Trời, hôm nay toàn là 20-21 không à. Duyên Đạo hả? Ngày hôm nay năm chính chúng ta là ngon lành rồi đó. Rồi mời bạn thứ ba. Dạ em chào anh Thiện và chị Trinh, em đây là Thi Mai, em hiện đang làm sinh viên và em năm nay 21 tuổi. Em là sinh viên trường gì? Dạ em là sinh viên sân khấu điện ảnh. Một diễn viên tương lai. Rồi cảm ơn em. Bạn thứ tư ạ. Dạ em chào anh Chí Thiện và chị Phương Trinh, em tên là Phạm Thị Thu Hằng, em đến từ Tuy An Phú Yên, năm nay em 21 tuổi, em hiện là sinh viên. Sinh viên trường gì em? Dạ sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, chuyên ngành của em là diễn viên ạ. Cũng là diễn viên luôn. Còn một cô gái mà nãy giờ rất là cá tính nè, mời bạn thế nào ạ? Dạ em xin chào chị Trinh, em xin chào anh Thiện, em tên là Nguyễn Hoàng Anh Thu. Em thì lớn nhất ở trong đây rồi, em năm nay 24 tuổi, em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang làm mẫu ảnh ạ. Hèn chi nhìn cái phong cách rất là đặc biệt ha. Rồi Nam Chính ơi, ngày hôm nay là có vẻ như là rất là thuận lợi dành cho bạn đó. Nữ tính cũng có, cá tính cũng có, chắc chắn các bạn đang rất hồi hộp đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với Nam Chính của ngày hôm nay, mời bạn. Em có thể giới thiệu mình với tất cả các bạn cũng như với quý khán giả. Dạ, em chào Chí Thiện, chị Phương Trinh và chào năm bạn ở đây. Em tên là Nguyễn Quốc Đạt, năm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Khi mà đến đây thì mình vừa tạo ấn tượng đầu tiên rồi, mình làm tới luôn đi. Em có một món quà nào để dành cho các bạn hay không? Em có một món quà tặng cho các bạn. Xin mời em. Dài lắm, mời em ly whisky tôi tì lúc tắt mi nha. Đứng giữa chốn xa hoa em yêu kiều đến là dáng dấp nữ nhân kia như bức tranh sắc hoa. 6 mét cách xa nhau anh thu lại phút một, anh đặt cược vào em đêm nay. Anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn, sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tim em. Anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn, ván bài này ta sẽ mất trắng khi không đến bên nhau. Bên trong á, mình nghe ở ngoài đây là các bạn nữ hú hét là tôi biết rồi. Nhân cơ hội này thả sóng cảm xúc luôn các bạn à. Bây giờ sẽ là thời gian này cho các bạn nhé. Mình
đẹp trai. Cũng rất là hợp mắt. Mình rất thích con trai có một cái nụ cười đẹp. 3, 2, 1. Xin mời các bạn. Ấn tượng đầu tiên quá tốt rồi ha. 5 trái tim dành tặng cho mình. Bây giờ cảm thấy như thế nào? Xúc động. Xúc động quá hả? Trong số những người bạn nữ đó, có một bạn là hình mẫu của mình để mình lựa chọn. Bây giờ dành thời gian cho bạn ấy nghỉ thở một chút xíu. Thì chúng ta sẽ cùng quý vị khán giả nghỉ lao trong ít phút nhé. Với tần số tình yêu vòng thứ 2. Và ở vòng này thì các bạn sẽ xem một đoạn clip những người bạn của Đạt sẽ nói như thế nào về Đạt nhé. Xin mời. Xin chào các bạn đang xem chương trình Tần số tình yêu. Mình là bạn của Quốc Đạt. Tính cách của Quốc Đạt thì Quốc Đạt là một con người vui vẻ, hòa đồng và rất là lạc quan. Nhưng mà đôi khi Quốc Đạt thường hay buồn một mình nè, thường hay suy nghĩ nhiều. Mình đã tiếp xúc với Quốc Đạt từ lúc mà mình chưa vào trường, thành ra là mình biết Quốc Đạt là một người hòa đồng, vui vẻ và rất là thoáng trong cái cách sống. Mặc dù tuy ở ngoài là ảnh là một người hướng ngoại, nhưng mà khi về nhà ảnh là một người sống rất là nội tâm. Quốc Đạt cũng như là bao người cũng có tính xấu, cũng như là ngủ ngáy, ham ăn, bỏ bữa và có một tật là rất là nhây. Theo mình biết thì Quốc Đạt đã từng trải qua khoảng 2 mối tình. Nhưng mà 2 mối tình đó hình như là tan vỡ hết rồi. Bây giờ Quốc Đạt vẫn còn đang độc thân. Dạ, em biết cái goal của Quốc Đạt đó là một người con gái vui vẻ, hòa đồng, cá tính và hơi thiên về gia đình, đặc biệt là biết nấu ăn. Sau khi trải qua 2 mối tình không thành công thì hy vọng Quốc Đạt tham gia vào chương trình sẽ tìm được cho mình một người bạn gái phù hợp và có thể đồng hành với Quốc Đạt trong những chặng đường sắp tới. Thì mình có một lời chúc cho Quốc Đạt là chúc cho Quốc Đạt tìm được một nửa kia phù hợp tính cách với mình. Mong là hai bạn sẽ tiến được trong tương lai. Quốc Đạt ơi, cố lên nha. Ok, anh em là phải nhu đến trận vậy đó. Cố lên Đạt ơi. Và Đạt ơi, hồi nãy khi mà nghe bạn em nói á, 2 mối tình trước tan vỡ rồi. Anh muốn hỏi là tại sao lý do mà 2 mối tình trước lại tan vỡ? Dạ, cái mối tình đầu tiên của em á là cái mối tình hồi trung cấp. Em học hết lớp 12 thì gia đình em muốn em là tập trung vào việc học hơn thì em với bạn đó mới đổ vỡ. Còn cái mối tình thứ hai là mối tình gần đây. Cách đây bao lâu rồi? 6 tháng 15 ngày. 6 tháng 15 ngày. Còn thương người ta hả em? Sao mà đếm kỹ như vậy? Dạ, khi mà kết thúc với bạn đó rồi thì em vẫn còn tình cảm, nhưng mà khoảng một thời gian sau thì những cái môi trường mà nó tiếp xúc với mình quá thì mình từ từ mình quên dần bạn đó đi. Nhưng mà lâu lâu ngồi buồn thì lại nhớ lại bạn đó. Thời gian là một cái liều thuốc hay lắm. Thời gian nó sẽ xoa dịu mọi nỗi đau. Mà quan trọng nhất là hôm nay đến với tần số tình yêu thì 5 cô gái khách mời hôm nay quá dễ thương rồi. Trinh biết là ánh nhìn đầu tiên nó quan trọng lắm. Mà cái vòng 2 là cái vòng quan trọng hơn nữa. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về Đạt, cũng như là Đạt có thể hỏi 5 bạn trên này bất cứ điều gì. Mình hơi bị choáng vì các bạn nữ quá xinh. Em thấy như ở chia sẻ trên đoạn clip đây thì mẫu người yêu của anh Đạt rất là giống em. Em là một người vui vẻ, hòa đồng và thích làm mấy công việc nhà. Em cũng mới trải qua một mối tình à. Bây giờ em muốn hỏi anh Đạt một câu là theo anh trong tình yêu điều gì là quan trọng nhất? Trong tình yêu thì đối với anh đó là cái niềm tin. Niềm tin của mình đối với bạn đó và niềm tin của bạn đó đối với mình. Một cái nữa là không nói dối. Có một điều mà Trinh đã thắc mắc là Đạt cũng đang học trường sân khấu điện ảnh. Và Trinh biết ở đây cũng có một hai bạn học sân khấu điện ảnh. Vậy thì ở đây có gặp nhau chưa hay là kế lớp hay gì không? Dạ, em gặp Mai rồi. Ánh mắt của Đạt nhìn mình, nhưng mà khi mình nhìn Đạt thì Đạt lại đánh nhanh mắt đi chỗ khác. Xin chào Đạt. Mình muốn hỏi Đạt là Đạt nghĩ gì về một cô gái lớn tuổi hơn Đạt? Đó, cái này được nè. Mình ta nói là gái lớn hơn 2, trai lớn 1 là đẹp luôn. Đạt nghĩ sao? Rút ra từ kinh nghiệm bản thân cái quý vị ạ. Cái gì nữa? Thôi bây giờ tư nói chuyện với Đạt đi. Bởi vì em trong một cái mối quan hệ tuổi tác nó không thành vấn đề. Nếu mà cảm thấy mà đối với nhau cảm thấy thật là vui vẻ, hạnh phúc thì là
happy thôi. Đúng rồi, thấy chưa? Em đã từng quen ai lớn tuổi hơn chưa? Dạ có. Kinh nghiệm có rồi. Nhà Thư. Kinh nghiệm rồi. Yeah. Em muốn hỏi anh là hồi nãy em thấy anh có chia sẻ là anh một người sống nội tâm, nhưng mà bề ngoài của anh thì lại kiểu như nhây hoạt bát. Em cũng là một con người như vậy, em cảm thấy là tính cách của hai đứa mình giống nhau. Em nhây như thế nào? Bình thường em có nhây không? Tại vì em đang giả Thùy Mị đó. Trời ơi, hay em quá. Em sợ là mất hình tượng trước nam chính. Đúng, mình phải giữ kẻ trước. Khi mà mình tiếp xúc nhau nhiều hoặc là ra ngoài đi, em với anh quen nhau thì anh sẽ biết em nhây thế nào. Hồi nãy thì Thiện thấy bạn Hằng cũng đã muốn hỏi cái gì đó. Hằng hỏi không? Hay là Đạt hỏi Hằng? À, dạ, anh hỏi em đi. Đạt sẽ không nhắc về những cái gì mà quá khứ. Tại vì mình bắt đầu một cái mối quan hệ mới là những cái quá khứ đó thì mình nên cất đi, nó sẽ ảnh hưởng tới những cái mối quan hệ mới. Hằng có cái suy nghĩ gì cho cái mối quan hệ mới của mình không? Em cũng trải qua ba mối tình thời học sinh. Hồi lúc đó là em còn con nít lắm. Em kiểu như tình yêu hoa phượng. Người ta đi tình yêu hoa phượng, người ta có một mối tình thôi. Mình làm bây giờ tới ba mối tình. Bây giờ chị hỏi nè, mối tình đầu tiên là bao nhiêu tuổi? À, lúc đó em năm lớp 10. Lớp 10. Rồi xong tới năm 11 một người khác, năm 12 một người khác hả? Ok, giờ anh chào em thôi. Dạ, đối với mối quan hệ mới thì em nghĩ là mình sẽ phải có một thời gian để mình tìm hiểu nhau, phải hiểu nhau trước và chấp nhận cái tính xấu của đối phương. Em không có kiểu như là thấy cái tính xấu đó thì em khó mà chấp nhận, nhưng mà em nghĩ là đến cái lứa tuổi là mình bắt đầu vô một mối quan hệ chính thức thì mình phải bỏ đi cái tôi của mình để chấp nhận hết những cái gì của cái bạn đó. Em xem clip thì anh thấy anh là người hài hước, nhưng mà những lúc mà anh tức giận thì anh sẽ làm gì? Đối với một người bạn đi thì anh sẽ hơi lớn tiếng một xíu. Còn mà đối với mọi người mà mình quen rồi á, hai người đang xảy ra mâu thuẫn quá lớn thì anh sẽ im lặng. Khi mà cái bạn nữ đó, đúng không? Đúng rồi, cái bạn nữ đó dịu lại thì anh mới bắt đầu nói chuyện tiếp. Anh nói là khi anh tức giận anh sẽ im lặng, nhưng mà anh sẽ im lặng trong một khoảng thời gian và anh sẽ suy nghĩ lại và anh sẽ nói chuyện lại với bạn đó trước, hay là đợi bạn đó nói chuyện lại với anh? Thường thì anh hay bắt đầu câu chuyện trước. Dạ, tại vì em nghĩ là con trai nên chủ động. Khi mà em im lặng thì bạn kia im lặng thì em sẽ đợi bạn đó. Nhưng mà thường bắt con trai chủ động hoài, 10 lần thì cũng phải chủ động lại 2 lần đi chứ. Không. Đúng không? Không. Không luôn. Đúng. Biết sao không? Tại vì từ mang kinh nghiệm ở đâu tôi mang tới đây không, đây. Vậy nè. Mỗi lần mà Trinh nói một cái gì là nó tùy cái lứa tuổi. Hôm nay á, là khách mời cũng như là nhân vật chính á, tuổi trẻ quá. Ừ. 20, 21 à, 22 à. Thật ra trẻ nhưng mà chưa chắc cái chuyện suy nghĩ về tình cảm của họ không chín chắn nha. Ừ. Họ có thể họ đã trải qua những cái chuyện gọi là làm bản thân tổn thương và đã tự rút kinh nghiệm được rất là nhiều. Nhưng mà Trinh không nói là không chín chắn, Trinh chỉ nói là con gái tuổi này á thích được nuông chiều hơn. Đúng không năm bạn? Đấy chưa, có người không có à, người không hả? Không, không đâu. Bây giờ Đạt trường hợp Đạt nha, bạn gái mình sai đó nhưng mà vẫn giận Đạt luôn, thì Đạt sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Bề ngoài em hay con nít lắm, nên là cái cách mà em dỗ bạn gái em cũng con nít. Em hay lộn mèo trước mặt bạn đó rồi. Ừ được á. Thì hỏi bạn nữ nè, nếu mà người yêu như là bạn Đạt nè, lộn mèo có hết giận không? À, có ba người có hết giận và hai người không hết giận. Em muốn lăn hay là em muốn chạy nhảy dây hay là sao? Tại vì em biết lộn mèo rồi, anh lộn thì em lộn lại cho anh coi. À. Ai biết lộn mèo rồi à? Dễ thương, có một cái nét nàng thơ dễ gần gũi. Còn Thư sẽ muốn bạn trai làm cái gì? Em không phải là một người hay giận lẫy hay là hay giận vu vơ đâu, nên là em muốn hai người ngồi xuống và nói chuyện để giải quyết vấn đề đó hơn là mình làm những chuyện để mình gạt qua cái vấn đề đó. Có thể là mình không giận nhau nữa nhưng cái vấn đề đó vẫn còn ở đó thì em nghĩ nó không nên. Cái cách của Đạt á thì Đạt sẽ làm cho người đó dịu lại, sau rồi mình mới bắt đầu mình nói chuyện tiếp, chứ không phải là Đạt gạt cái chuyện đó sang rồi xong rồi mình dẹp luôn gì đó. Mình có thể vừa nói chuyện vừa lộn mèo luôn nếu Đạt muốn. Vừa nói chuyện vừa lộn mèo luôn. Ê, hơi mệt em. Này hơi mệt đó em. Nghe hơi mệt à. Đạt là một người nhây với lại hay con nít. Thư nghĩ như thế nào khi mà mình bắt đầu một mối quan hệ? Thư chỉ chín chắn ở cái khúc mà cần chín chắn thôi, chứ bình thường Thư cũng phải cần vui vẻ chứ. Tụi mình quen nhau không thể nào lúc nào cũng nghiêm túc chín chắn. Anh sao em sao? Như vậy thì không thể nào mà có thể bên nhau lâu dài được. Bề ngoài của Thư thì cá tính, nhưng mà bên trong của Thư thì trưởng thành, nó chững chạc. Cho em hỏi nha, em có nghe nói là anh cũng thường hay buồn. Vậy thì những lúc buồn thì anh sẽ làm gì để cho mình bớt buồn đi?
những lúc buồn của anh thì anh hay ngồi uống nước ngoài đường một mình, mở một bài nhạc rồi nhìn xe đi qua lại thôi. Em thấy là em với anh khá hợp nhau, tại vì những lúc em buồn á, thường thường em sẽ đi cà phê một mình, em ngắm cảnh đường phố hoặc là nghe một bài nhạc, xong rồi khi nào mình cảm thấy mình vơi bớt đi rồi đó, em sẽ tự một mình đi về. Đạt là một người sống nội tâm, hầu như là hai người đều rất là hợp tính cách nhau, khá gần gũi, tạo cho mình một cái cảm giác người này là một người đáng tin để mình chia sẻ. Em hỏi Hằng một câu, Hằng có thích đi du lịch không? Dạ có. Hằng thích đi du lịch ở đâu? Em ở miền Trung. Miền Trung. Nên là em đi miền Trung thì em đi cũng được ít rồi. Nhưng mà anh thích đi du lịch à? Anh thích đi du lịch, anh thích đi phượt với người yêu. Nhưng mà ý là em cũng thích đó, ý là em cũng thích. Tại vì là em rất là ít bạn bè, không biết tính em sao, không biết nữa mà sao, rất là ít bạn bè. Nên là em muốn đi du lịch với người yêu em hơn. Bây giờ đã còn muốn hỏi ai nữa không? Em. Kìa, Mai đi. Em. Mai kìa. Thôi đợi Mai sao đi, em đang có một câu hỏi để hỏi anh. Rồi. Không biết là cái người yêu lý tưởng của anh như thế nào? Em thì thích người hài hước, với này bên trong ấm áp một chút, trưởng thành nữa. Tại vì tính em vô tư lắm nên là làm cho người khác kiểu như cảm thấy là hơi khó chịu xíu. Cho nên là em cộng người trưởng thành để hòa được cái đó của em. Nhưng mà em thấy anh là thích con gái nấu ăn đúng không? Vậy anh có biết nấu ăn không ạ? Có. Em cũng biết nấu ăn, em cũng nấu ăn cũng ngon á. Nếu mà sau này có thành đôi thì em sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày. Dễ thương quá. Từ nhỏ tới lớn thì anh ở dưới quê. Thì anh cũng có một chút ít biết tự lập. Nếu mà sau chương trình thì anh có thể hẹn em và nấu cho em ăn một bữa cũng được. Ủa, chưa mà, chưa có gì hết trơn mà từ hẹn bữa rồi. Bạn nấu ăn cũng được vậy. Bốn người còn lại buồn thôi, cho nên nếu đâu rủ được bốn bạn ngồi ăn chung luôn. Hết luôn, rủ hết luôn. Ừ, đúng không? Luôn. Dạ. Trời đất ơi. Cái chị gài hay không? Cái chị gài hay không? Nấu nha. Cái gì của chị chứ? Anh thiệt nữa. Thôi khỏi, chuyện của người ta đang bốn người, năm người ta đang ăn thì hai mình chen vô làm gì? Vui mà. Đi bằng xe máy. Hèn gì, chạy thẳng vô tim em nè. Ghê lắm rồi. Nói chung là Đạt trả lời câu nào cũng là vô thẳng tim hết trơn á. Tôi muốn hỏi là quê Đạt ở đâu vậy ạ? Quê Đạt ở Long An. À, kế bên. Quê của Thư ở Tiền Giang á. Tiền Giang. Từ Châu Thành, Tiền Giang đến Long An 20 phút thôi. À, nhưng mà Đạt ở xa lắm. Ở cuối Long An. Ở cuối Long An, ở đầu Tiền Giang là kế bên đó Đạt. Tình yêu là phải bất chấp thôi. Đúng. Rồi bây giờ Đạt không còn muốn hỏi ai nữa không? Dạ câu hỏi này em xin hỏi Mai. Hỏi Mai hả? Ừ. Em có biết anh đến đây tham gia chương trình hay không mà em lại tình cờ đến đây? Dạ em không biết. Lúc anh bước ra đây em mới biết là có anh tham gia. Nhưng mà mình học trong trường em cũng rất ít khi gặp anh. Nên là ở đây cũng không biết là hôm nay có Đạt đúng không? Dạ. Vô tình. Em tưởng đâu là hôm nay có em ở đây nên Mai mới tham gia. Trời, em tự tình quá à. Em thấy anh chia sẻ là anh rất là thích lộn mèo của người yêu. Em cũng giống anh, em cũng thích lộn mèo. Những lúc em giận, đơn giản em chỉ cần người yêu em đến ôm cái thôi, anh sai rồi anh xin lỗi. Là thôi trời ơi, em vui trở lại luôn, em quên hết luôn. Dễ tha thứ ha, cô gái dễ thôi. Dạ em rất dễ tha thứ. Anh cho em hỏi là em nghe nói anh có hai mối tình. Em cũng có hai mối tình, nhưng mà hai người đó sau khi chia tay xong em đều làm bạn. Anh suy nghĩ thế nào về làm bạn với người yêu cũ? Em lại giống anh một cái nữa là sau khi chia tay thì anh vẫn làm bạn bình thường. Tại vì anh thấy là cái mối quan hệ của hai đứa kết thúc nó đẹp và nó không có ác cảm với nhau thì mình vẫn có thể làm bạn được. Vậy thì nãy giờ chúng ta đã hỏi được nhau rất nhiều rồi. Bây giờ không cho hỏi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau thả sóng cảm xúc nha. Rồi. Thời gian dành cho các bạn. Xin mời. 3, 2, 1. Xin mời các bạn. Wow. Wow. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ giải lao trong ít phút để đến với vòng 3 của chương trình Tần số tình yêu nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Và đây là vòng thứ 3. Vòng thứ 3 này là một vòng thi tương tác về thể chất.
nó được có tên gọi là cần câu trai. Ngày hôm nay sao không có gọi là cần câu tình yêu? Bình thường là Trinh là chuyên gia đặt tên, cái gì cũng phải có tình yêu ở trong đó mà, đúng không? Thiện thấy cái cần câu tình yêu đẹp hơn đó. Cái game này cũng rất là đơn giản, hai bạn chỉ cần buộc cái tay này lại. Hey. Rồi mình buộc vậy nè, vậy thì mình sẽ đâu nắm tay được, mình phải buộc vậy đó. Đó rồi mình cầm. Xong rồi mình cầm này, cầm cái cần câu. Rồi xong, trên cái sợi dây cước sẽ có một cây đinh nhẹ nhẹ. Đúng, mình phải cố gắng làm sao cho nó cái đinh này vào cái chai. Vào cái chai sao Trinh đúng đó đó đó, đó. À, rồi lên. Trời ơi, mình đã câu được rồi. Câu được rồi, hay quá. Đó, đơn giản đúng không các bạn? Đơn giản không? Bây giờ ai sẽ là người thi đầu tiên nè? Xin mời Thư. Xin mời Thư. Đưa tay đưa đi tay nào. Đưa tay lên nào. Mãi bên nhau mình nhé. Rồi. Đó. Nhẹ một nhàng phút 30 giây dành cho hai bạn. Đúng bắt rồi. Đầu. Nếu mà có một rung động nào giữa hai bạn đó, thì cái cần câu này nó không được đâu nha. Cứ câu được càng nhiều chai càng tốt. Ôi, gần rồi. Nhẹ nhàng thôi, hơi thở chậm rãi, thở đều. Hít thở. Hai bạn hình như có một bạn tim đập đang rất nhanh. Ừ. Hay quá. Lên luôn, kéo lên luôn. Lên luôn. Một chai. Ok. Một chai. Nhẹ nhàng vậy đó, như hồi nãy cách hồi nãy là ok đó. Để xin cho nó riêng cái đinh lại. Đúng rồi. Lần theo cái chai. Hình như các bạn đã nắm vượt bí quyết rồi đó. Mình dò dò cái nắp chai trước. Hay quá. Cố lên nào. Đúng rồi. Chai thứ 2. 10. Sự phối hợp rất nhịp nhàng nha. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 4. Trời ơi, mình chỉ cần chậm một xíu thôi là được. Đúng rồi. Nhưng mà các bạn, bạn trai này rất là ok chứ. Mình nghĩ là mình có cảm giác với bạn này. Đạt ơi, em muốn mời bạn nào lên chơi với em tiếp theo? Mời anh. Bạn Ánh. Lịch sự, dễ thương. Lên nắm tay bạn đưa xuống. Rồi. Chỉ dùng cái đó, cái tay đó. Đó. 1 phút 30 giây dành cho hai bạn. Bắt đầu. Thử rồi đó, mình phải tạo độ khó chứ. Đó. Hay quá, có kinh nghiệm rồi. Cho nó ngang qua. Đúng rồi. Kéo lên. Đúng rồi. Hay quá. Nhẹ nhàng hít thở đều sâu. Tập trung vào cái đinh. Và nâng chai. Hay quá, hai bạn phối hợp nhẹ nhàng ha. Hồi nãy vậy mà mình với anh Thiện với Trinh với được có thằng trai mà mừng quá trời mừng luôn á. Trong khi người ta nói nhìn này, tới giờ thứ ba nè. Đúng rồi, hay quá. Ba chai luôn rồi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lên luôn. Hay quá. Thôi, cảm ơn anh rất nhiều. Tay của anh ấm lắm nên là mình cảm thấy ấm trong lòng luôn. Cực kỳ dễ thương. Bây giờ bạn tiếp theo là Hằng. Ok. Mời Hằng. Trò chơi này nhẹ nhàng mà nó tinh tế nhờ. 1 phút 30 giây cho hai bạn bắt đầu. Cái này anh điều chỉnh nha. Chung nha. Đó, đúng rồi. Hay quá. Vẫn chưa làm khó được cặp đôi của chúng tôi nha. Cố lên nào, thở sâu. Hiện mà nhìn nó gần nắp nắp cái chai là hay quá. Đúng rồi, dùng cách đó là ok đó. Hay quá. Nhẹ nhàng thôi, mình phải đợi nó vô cái khớp rồi đó mình mới kéo lên. Nhẹ nhàng đưa chiếc đinh này vào trong cái chai cho nó ngang rồi. Đúng rồi. 3 chai. Rồi, 5 4 3 2
một. Ok, chúc mừng hai bạn. Mình cảm thấy mình thích và có loạn nhịp một trái tim xíu thì mình muốn tìm hiểu bạn đó. Mời bạn tiếp theo luôn nào. À, luôn tiện mời Mai luôn nè. Rồi, 1 phút 30 giây dành cho hai bạn, xin được phép bắt đầu. Hay quá. Ơi, cho nó ngang rồi. Lên qua. Đúng rồi, ngang cái đinh rồi, đúng rồi. Hay quá. Đúng rồi, dùng cách cũ đi. Hít thở đều nè, nhịp tim của anh đang đập nhanh quá nè. Rất gần rồi nha, rất gần rồi. Rồi, hay quá, để cái đinh ngang qua nha. Ngang qua, ngang qua, ngang qua. Chưa, đúng rồi. Rồi, ok. Vậy cũng rồi, được rồi. Tiếp tục luôn. Mình xa hơn nha. Với tới nha. Để đinh xuống đây cho nó đỡ lắm. Đúng rồi. Nên mình nhẹ nhàng, đúng rồi, nhẹ nhàng thôi. Hay quá. Năm, bốn, ba, cố lên, hai, một. Lấy được 2 chai, chúc mừng Mai và Đạt. Khi tiếp xúc rồi nắm tay nhau, mình rất là run. Thì mình cố nắm chặt tay của Mai để giữ lại bình tĩnh cho Mai. Còn một bạn cuối cùng, bạn Duyên Đạo. Rồi, hai bạn nắm tay nhau nào. 1 phút 30 giây dành cho hai bạn, bắt đầu. Hít thở đều. Cho nó đụng luôn cái chai luôn đi. Càng xa thì cái đúng rồi, đồ điều khiển hơn á. Đúng rồi, rồi. Hay quá, ngang nha, để cái đinh ngang qua nha. Em đặt xuống dưới đi cho cái đinh nó ngang qua, đúng rồi. Hay quá hai bạn ơi. Đó, ngang qua nha, ngang qua nha. Hai người vừa mới nó khó thiệt rồi, móc được cái cây chai thứ hai liền luôn á. Phải ăn ý. Phải ăn ý đúng rồi. Mười, chín, tám, bảy, ngang qua, sáu, ngang qua, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ cho hai bạn. Đó, khó nhưng rất là hay luôn. Được nắm tay anh Đạt thì rất là thích, mà hơn nữa là cảm giác ảnh tinh ý và ga lăng. Có tình cảm với mình hay sao? Nắm tay chặt lắm. Và bây giờ sẽ đến với một phần rất quan trọng của chương trình Tần Số Tình Yêu, đó là cuộc gọi kết nối. Xin mời bạn Đạt về căn phòng bí mật nhé. Mời bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Tần Số Tình Yêu, và chúng ta đang ở vòng cuối cùng rồi. Bây giờ sẽ đến thời gian mà các bạn có thể thả sóng cảm xúc. Lần này Đạt sẽ không biết rằng là bạn nào sẽ thả sóng cảm xúc, và chỉ có bạn nào đủ 3 lần thì mới có thể thực hiện cuộc gọi. Các bạn sẵn sàng chưa? Xin được mời các bạn. 3 2 1 Xin mời. Rồi, vậy là chúng ta đã có kết quả ha. Đạt ơi, có nghe ở ngoài đây nói không? Dạ có anh. Đạt nghĩ là sẽ có bao nhiêu cuộc gọi dành cho mình? Dạ, em nghĩ là 3. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn thực hiện cuộc gọi. Gì mà ai cười hớn hở vậy ta? Hello. Hello, Đạt nghe. Thư Niệm. Chơi trò chơi á, lúc mà Đạt xuống cầm tay Thư bước lên á, lúc là Thư thật sự rất là rung động luôn á. Không biết phải nói như thế nào, nhưng mà Đạt đúng là mẫu người mà Thư thích luôn á.
Nếu mà Đạt thích Thư á thì gọi lại cho Thư nha. Đạt cũng cảm ơn Thư nha. Đạt thấy Thư là một người cũng hợp tính với Đạt. Thư để Đạt suy nghĩ nha. Ok Đạt nè. Gọi đầu tiên rồi ha. Để coi ra là người thứ hai sẽ là ai. Alo Đạt nghe. Dạ, em chào anh ạ. Em là cô gái ít nói nhất trong chương trình hôm nay á. Em muốn hỏi anh là anh thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em xinh xắn, dễ thương, ít nói. Anh cũng là một người hay giỡn á. Anh nghĩ là anh có thể làm cho em cảm thấy là thoải mái hơn. Cái lúc mà mình chơi trò chơi á thì anh cảm nhận được một cái cảm giác nó lạ khi mà cùng em tham gia cái trò chơi đó. Qua trò chơi nãy giờ thì em thấy anh là người rất là ấm áp. Em thấy anh cũng năng động á, nên là em mong là mình sẽ có thêm mối quan hệ mới. Em cho anh suy nghĩ xíu nha. Dạ, em mong nhận được gọi của anh ạ. Bối rối dữ vậy, bình tĩnh nè, hít thở sâu nè Đạt ơi. Alo. Anh có nhận giọng của em không? Em là bạn số 2, Duyên Đạo đúng không? Dạ đúng rồi. Em thì em cảm thấy hai đứa mình khá là hợp. Tại vì anh cũng là diễn viên, em cũng vậy. Thì chúng ta sẽ có những quan điểm chung để chia sẻ nhau trong nghề nghiệp. Em cảm thấy chúng ta là rất hợp. Em thì nấu ăn không giỏi, nhưng mà chắc chắn anh sẽ ăn được. Em mà nấu ăn không được thì anh nấu ăn. Tại vì anh cũng biết nấu ăn mà. Anh suy nghĩ thế nào vậy em? Qua những vòng chơi thì anh có để ý là cái ánh mắt của em nhìn anh nó có một cái sức hút, cảm giác như là lâu lâu thì phải nhìn qua em một cái để nó không biết như thế nào nữa, nhưng mà cho anh một cái cảm giác như vậy. Anh biết tại sao anh thích nhìn vô mắt em không? Không. Tại vì trong mắt em có anh. Em lại thính nữa. Em không thính với người khác đâu, em chỉ thính với anh thôi. Hy vọng là nhận được cuộc gọi của anh, chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn để hiểu nhau hơn. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Hai Hằng. À, ủa, sao anh biết em? Em còn định hỏi anh là anh biết giọng ai không luôn ý. Chắc là do anh có chuẩn bị từ trước rồi nên là anh biết em. À, tại vì em cũng trong chương trình này em hay nhìn anh đúng không? Đúng rồi. Anh có để ý điều đó đúng không? Có. Có một bài hát đang trend hiện nay. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Nên là em nghĩ là trái tim anh sẽ quyết định được đúng không anh nhỉ? Sao anh cười không vậy? Một chút nữa anh sẽ trả lời em nha. À dạ vâng rồi. Dạ em sẽ đợi cuộc gọi từ anh. Chúng ta sẽ dành thời gian cho cuộc gọi còn lại. 3, 2, 1 và hết giờ cho cuộc gọi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại bạn Đạt. Gọi nó như thế nào hả Đạt? Em cảm thấy hồi hộp. Nãy em cười xuống thôi. Ừ, Trinh cũng thấy vậy luôn á. Ừ. Trong tình yêu thì chắc chắn phải tự bản thân của mình vượt qua tất cả, đúng không? Thì bây giờ anh sẽ nhường sân khấu lại cho em. Em có thể thực hiện cuộc gọi hồi đó. Nhưng mà trước khi thực hiện cuộc gọi đó, chị cũng nhắc em luôn là trong 5 người sẽ có một tần số lạ nha. Nghĩa là tới đây không phải vì tình yêu mà vì giải thưởng 20 triệu. Đó cho nên mình phải thật là tỉnh táo để mình tìm kiếm được một tần số này, Trinh thấy khó lắm thiệt. Ok. Năm bạn ai cũng xinh, ai cũng dễ thương. Và tập này Trinh không thể nào đoán được ai là tần số X luôn. Đúng. Lỡ mà chọn lộn là tôi buồn lắm. Đạt ơi, anh tin em sẽ thành công. Chúc may mắn nha. Mình đến với tần số tình yêu để đối diện lại với mối tình đầu của mình. Không cần biết kết quả như thế nào, mình cứ làm để sau này mình không phải hối hận là được rồi.
biết tại sao em không gọi điện cho anh không? Tại vì em muốn đứng trực tiếp ở đây. Vì nếu không đứng trực tiếp ở đây ngày hôm nay á, thì hai đứa mình sẽ không bao giờ có cơ hội đứng trực tiếp với nhau nữa. Anh nhìn em đi, anh có thấy gì quen không? Đôi giày anh tặng em lúc mình quen nhau nửa năm. Người ta nói tặng giày là chia xa, nhưng mà hôm nay em đi đôi giày này, em muốn bước lại gần anh hơn. Anh quay mặt nhìn em này, nhìn đi, màu son môi anh thích cũng là món quà cuối cùng anh tặng cho em. Anh biết tại sao mà mỗi lần đi học em lại né tránh ánh mắt của anh không? Em biết là anh nhìn em, nhưng mà nếu em nhìn anh thì em sẽ khóc. Em không muốn mọi người xung quanh biết em yếu đuối. Em cũng không muốn anh thương hại em. Anh đã nhớ anh hứa với em những gì không? Anh nói em là một người con gái tốt, em là một người sống biết điều, anh yêu em nhất trên cuộc đời này. Vậy sao anh lại bỏ người anh yêu nhất trên cuộc đời này một mình? Cái này là em tặng anh mà. Anh đeo lên đây để tỏ tình với con gái khác hả? Đúng. Sau khi hai đứa mình chia tay, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Mỗi lúc là lên trường á, anh hay tìm cớ để đi từ trên xuống dưới hết 10 tòa nhà để thấy lớp em học thôi. Khi hai đứa mình chia tay, cả hai đứa vẫn còn yêu nhau mà, đúng không? Nhưng mà anh xin lỗi, một người con gái tốt như em không nên yêu anh. Em không biết lý do mình chia tay là gì. Anh nói với em, nếu ai hỏi thì em nói với người ta là anh thích người khác. Nhưng em không tin. 2 năm mà em dễ lừa vậy hả? Em muốn nghe anh nói lý do chia tay của mình là gì. Anh nói những người yêu trước của anh bảo anh tại vì anh trẻ con, chỉ cần em không bao giờ bỏ anh cũng không bao giờ bỏ em. Tại vì trong suốt thời gian mà anh cảm thấy tình cảm của anh và em nó có một chút trục trặc, và anh cố gắng để cho nó hòa hợp lại với nhau. Nhưng càng lúc anh lại thấy nó như là hai hướng đi vậy đó, nên quyết định dừng lại. Vậy nếu bây giờ cả hai đứa mình đều cố gắng sửa đổi, em sẽ không ghen nữa. Em biết những người con gái anh nhắn tin, anh gỡ thì nhắn đi. Anh hỏi thử những người con gái ở đây, có ai không thắc mắc người yêu mình nhắn tin cho ai? Anh nói là cuộc đời này mình có duyên, em cho anh nợ chữ tình, bây giờ em không cho anh nợ, em muốn anh trả. Nếu bây giờ em sửa đổi, anh cũng sửa đổi. Em tin là mình sẽ đi được đến lâu dài. Mình còn có đứa con chung nữa mà, Kaka. Anh nhìn kìa. Anh nói là có con chung, tình yêu có sản phẩm để hạn chế chia lìa. Giờ sản phẩm lớn rồi, sao anh lại muốn chia lìa vậy? Bây giờ anh nhìn vào mắt em đi. Anh nhìn vào mắt em. Anh có muốn tiếp tục với em không? Kết thúc với bạn đó rồi thì em vẫn còn tình cảm. Lâu lâu ngồi buồn thì lại nhớ lại bạn đó. Cách đây bao lâu rồi? 6 tháng 15 ngày. Còn thương người ta hả em? Sao mà đếm kỹ như vậy? Theo anh, trong tình yêu điều gì là quan trọng nhất? Cái niềm tin. Một cái nữa là không nói dối.
Trinh trong ngày hôm nay là một tập rất là nhiều những cái xúc động. Không những riêng khách mời mà riêng Trinh cũng thấy rất là xúc động. Và Trinh nghĩ là bốn bạn ngồi dưới cũng cảm giác như vậy đúng không? Thật sự là có một cái bất ngờ ở đây. Mai là người yêu cũ của em đúng không? Và ngày hôm nay thì cô ấy đã đến đây và muốn tìm ra câu trả lời. Nhưng anh xin phép đúng với chương trình thì anh phải hỏi em một câu này rằng là em có còn muốn gọi điện cho bốn bạn còn lại không? Tại vì dù chương trình như thế nào chăng nữa thì chúng tôi vẫn tôn trọng cảm xúc của người chơi. Ngày hôm nay Đạt dám đứng đây là Đạt đã từ bỏ cái mối quan hệ trước của mình, nên là những cái tác động nó sẽ không có lung lay được cái mục đích của Đạt đến đây. Cảm ơn Mai, cảm ơn em đã đến đây. Bây giờ thì Đạt đã quyết định sẽ thực hiện cuộc gọi hồi đáp của mình. Xin mời bạn. Được là anh Đạt còn tình cảm với Mai rất là nhiều. Tại vì nếu còn tình cảm thì anh mới có nhiều cảm xúc và vỡ hòa đến như vậy. Mình sẽ dành thời gian cho hai bạn nói chuyện. Đây cái thẳng vấn đề luôn. Đạt cũng muốn hỏi Thư là cái sự việc hồi nãy xảy ra như vậy thì Thư có suy nghĩ như thế nào? Thư cảm thấy là không quên được thì đừng quên. Mình không thể nào lấy một cái thứ gì mới để đắp vào nỗi đau cũ được. Mình phải thật sự vượt qua nỗi đau đó rồi thì mới có thể tiếp tục trên hành trình mới. Thư xin được nói thẳng luôn là hôm nay Thư đến đây là vì tiền thưởng. Cái này là cảm xúc thật của Thư nha. Lúc mà được nắm tay Đạt bước lên đây á, Thư thật sự đã suy nghĩ là hay là mình rung động rồi, của mình có thể đổi cái giải thưởng thành cái tình yêu hay không. Tới khi mà lúc Thư siêu lòng rồi thì mà Thư cảm thấy là chuyện của Đạt với Mai vẫn hình như là chưa được giải quyết, thì Thư không muốn làm một người bước vào cái câu chuyện đó. Thư rất là xin lỗi và Thư mong là một ngày nào đó không xa, Đạt có thể giải quyết được những cái chuyện cũ của mình rồi thì tụi mình có thể đánh được với nhau. Cảm ơn Đạt. Cảm ơn. Bạn Đạt đã chọn đúng bạn Thư và bạn Thư đã nhận được giải thưởng của chương trình, đó là 20 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Rồi, cảm ơn Thư rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em. Và Đạt ơi, chúng ta đều phải bước tiếp. Thiện hiểu cho Mai là Mai chỉ cần một câu trả lời thôi, cần một cái gì đó để có thể trả lời cho cái cảm xúc của mình. Và tuy cái lý trí của một người đàn ông là mình phải đi tiếp, nhưng trái tim em á, nó vẫn còn một chút gì đó có hình ảnh Mai ở trong đó. Anh hy vọng rằng thời gian sắp tới á, em sẽ có thể chữa lành được cái vết thương của em. Và anh mong rằng là em sẽ có một tình yêu tốt đẹp ở phía trước nha. Trinh nghĩ là Đạt giữ cái quyết định của mình như vậy cũng là sự tôn trọng Mai. Nếu như mà Đạt quay lại nhưng trong tim mình không dành cho Mai thì lại càng làm Mai đau khổ một lần nữa. Cho nên Trinh xin được chúc cho Mai sẽ tìm được một người phù hợp với Mai hơn trong tương lai. Khi mà một người đàn ông quyết định rằng là họ đã có một suy nghĩ là chắc chắn sẽ không còn tương lai nữa thì mình ở lại để như thế nào sẽ để càng làm cô ấy kia càng đau khổ hơn. Thà quyết định một lần đau rồi thôi. Rồi, dù sao ngày hôm nay thì những cái cảm xúc ấy, những cái suy nghĩ ấy chắc chắn sẽ để lại cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm. Và một lần nữa cảm ơn ba bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn ba bạn đã có những khoảng thời gian thật sự tuyệt vời với Tần Số Tình Yêu. Chúc cho ba bạn, bốn bạn luôn sẽ sớm tìm được một nửa thật sự của mình. Còn bây giờ thì chương trình Tần Số Tình Yêu của chúng tôi cũng phải kết thúc tại đây. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình được phát sóng vào lúc 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
bom hòa. Anh biết nhiều chàng trai sẽ thích em. Anh đã quan tâm em từ rất là lâu rồi, trong những cái lần gặp đầu tiên. Anh có ghen nhiều không? Không, anh không có ghen. Từ khi lúc mà bạn bước ra, em muốn rớt con tim ra ngoài, tim đập tưng 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 nãy giờ. Bây giờ Thiện cảm thấy rất tự hào về chương trình Tần Số Tình Yêu, tại vì tất cả các độ tuổi đều có thể xuất hiện ở đây.